Thế giới dường như đã không còn xa lạ gì với tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Có nhiều lý do để Bắc Kinh thôn tính Biển Đông, một trong số đó là những thứ có ở trên bề mặt đáy biển. Không để Trung Quốc đạt được tham vọng đó, Việt Nam yêu cầu Bắc Kinh rút hết tàu cá ra khỏi quần đảo Trường Sa. Cùng lúc đó, một chuyến thăm của Nghị viện châu Âu đến Đài Loan đã khiến Trung Quốc hết sức tức giận. Ngay khi phái đoàn này vừa đặt chân đến hòn đảo, ở bên kia eo biển thì Trung Quốc lớn tiếng cảnh báo về chuyến thăm này, yêu cầu châu Âu không gửi tín hiệu sai cho lực lượng ly khai Đài Loan và lập tức sửa chữa sai lầm này. Nhận thấy quan hệ châu Âu-Đài Loan đang tiến triển tốt đẹp, Tổng thống Mỹ thêm dầu vào lửa khi lên tiếng ủng hộ Đài Loan, Litva thắt chặt quan hệ song phương. Giám đốc an ninh Đài Loan đột ngột nhận định cơ hội đàm phán với Trung Quốc đã chấm dứt. Nguyên nhân do đâu? Lầu Năm Góc thì cho rằng Trung Quốc có kế hoạch buộc Đài Loan ngồi vào bàn đàm phán vào năm 2027. Trong nước, giữa lúc chính phủ yêu cầu tích trữ lương thực, cư dân mạng Trung Quốc đồn đoán sắp xảy ra chiến tranh với Đài Loan. Trung Quốc bị tố dẫm chân lên Phật giáo là khi xây tượng Phật cao 100 m ở thủ đô Viêng Chăn. Các thông tin khác, Hàn Quốc sắp kết thúc chiến tranh với Triều Tiên. Ông Macron thay mặt nước Pháp tạm biệt bà Angela Merkel rời vị trí thủ tướng Đức. ICC mở cuộc điều tra về tội ác chống loài người của Venezuela. Người dân Madagascar lún sâu trong nạn đói vì biến đổi khí hậu. Chất lượng không khí ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ giảm xuống mức báo động trong lễ Diwali. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Phi Yến chào mừng quý vị cùng đến với bản tin Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Kính thưa quý vị, liên quan đến các hoạt động của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp, cụ thể là tại quần đảo Trường Sa, mới đây thì Phó Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi cụm sinh tồn thuộc quần đảo Trường Sa và tôn trọng chủ quyền của nước ta. Bình luận này được đưa ra sau khi có báo cáo về các hình ảnh vệ tinh cho thấy đội tàu của Trung Quốc đang hiện diện trở lại khu vực này, có thời điểm lên đến 150 chiếc. Sau khi nhận được báo cáo về các hình ảnh vệ tinh cho thấy đội tàu của Trung Quốc đang hiện diện trở lại quần đảo Trường Sa, có thời điểm lên đến 150 chiếc, Phó Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, được hưởng chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982. Theo bà Hằng, Việt Nam kiên quyết kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp và chính đáng đó. Bên cạnh đó, bà cũng nhấn mạnh, việc các tàu Trung Quốc hoạt động trong phạm vi lãnh hải sinh tồn đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, vi phạm các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982 và đi ngược lại tinh thần của tuyên bố của các bên ở Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi khu vực nói trên và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Không lâu khi phái đoàn của Nghị viện châu Âu vừa đặt chân đến Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm cho biết, EU không nên gửi những tín hiệu sai trái tới các lực lượng ly khai ở Đài Loan và cảnh báo rằng châu Âu nên sửa chữa sai lầm của mình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm 4 tháng 11 là châu Âu không nên gửi tín hiệu sai cho các lực lượng ly khai ở Đài Loan sau khi một phái đoàn của Nghị viện Liên minh châu Âu gặp gỡ nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Trung Quốc rất không hài lòng và phản đối mạnh mẽ chuyến thăm Đài Loan của các thành viên Liên minh châu Âu. Trung Quốc kêu gọi phía châu Âu sửa chữa sai lầm của mình, không gửi bất kỳ tín hiệu sai trái nào tới lực lượng đòi ly khai Đài Loan và tránh gây thiệt hại nghiêm trọng cho mối quan hệ song phương. Ông Uông cho biết thêm, Trung Quốc cũng đã gửi các văn bản phản đối cho các cơ quan đại diện EU ở nước này. Chuyến thăm của Nghị viện châu Âu nhằm mục đích thảo luận về các tiến trình dân chủ, về các mối đe dọa như thông tin sai lệch và tấn công mạng. Chuyến thăm của các nhà lập pháp EU diễn ra sau khi Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp có chuyến công du hiếm hoi đến châu Âu vào tháng trước, khiến cho Bắc Kinh tức giận. Mới đây, thì Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết ủng hộ việc Đài Loan và Litva cùng nhau thành lập các văn phòng đại diện. Theo Baltic News Service, trong cuộc trò chuyện thân mật với ông Biden tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda nói rằng Tổng thống Mỹ bày tỏ quan ngại về tình hình ở eo biển Đài Loan và cam kết ủng hộ các chính sách của quốc gia Baltic liên quan đến Trung Quốc và Đài Loan. Ông Nausėda nói việc mở văn phòng đại diện Đài Loan tại thủ đô Vilnius của Litva là thể hiện chính sách ngoại giao độc lập của quốc gia Baltic và không vi phạm chính sách một Trung Quốc. Ông nói rằng Litva muốn thiết lập các mối quan hệ văn hóa và kinh tế trên toàn thế giới và không tìm cách gây ra bất kỳ xung đột nào. Vào cuối tháng 10, một phái đoàn Đài Loan do người đứng đầu Hội đồng Phát triển Đài Loan, Cung Min-sin dẫn đầu, đã đến thăm Litva và ký 6 biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực bán dẫn và các lĩnh vực khác, mở đường cho hợp tác kinh tế và thương mại song phương chặt chẽ hơn. Văn phòng đại diện Đài Loan và Vilnius sẽ được mở vào cuối năm nay, trong khi văn phòng tại Litva sẽ được thành lập vào đầu năm sau. Sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ đạo các gia đình trên toàn quốc tích trữ các mặt hàng thực phẩm thiết yếu vào ngày 2 tháng 11, cư dân mạng Trung Quốc trong sáng ngày 4 tháng 11 vừa qua đã nổ ra tin đồn rằng chỉ đạo này được đưa ra là vì Trung Quốc sắp chiến tranh với Đài Loan. Vậy thực hư tin đồn này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây đã chỉ đạo các gia đình trên toàn quốc tích trữ các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Lập tức, cư dân mạng Trung Quốc đã nổ tin đồn rằng chỉ đạo được đưa ra là vì Trung Quốc sắp chiến tranh với Đài Loan. Theo báo cáo của South China Morning Post, các nhà chức trách đã nhanh chóng dập tắt suy đoán của cư dân mạng và cho rằng việc phát tán các thông tin sai lệch như vậy trên mạng xã hội có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Trong số các bài viết trên mạng, thậm chí còn có các thông báo giả mạo bằng văn bản kêu gọi lính dự bị, chuẩn bị chuyển đến doanh trại ở Đài Loan. Những người gửi tuyên bố là đại diện cho Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA. Tuy nhiên, ngay sau đó, một tài khoản mạng xã hội liên kết với PLA trên Weibo đã bác bỏ điều này, nói rằng tất cả các văn bản này đều chỉ là sản phẩm của Internet. Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu Hu Xijin cho biết, mặc dù quan hệ với Đài Loan đang căng thẳng, nhưng một cuộc xung đột khó có thể nổ ra ngay lập tức. Vì vậy, người dân không cần phải cố tình đọc nhầm thông điệp về việc dự trữ thực phẩm. Kính thưa quý vị, theo trang Taiwan News, Giám đốc Cục Tình báo Đài Loan cho biết hôm thứ Năm vừa qua rằng Trung Quốc sẽ không cố gắng giành quyền kiểm soát đảo Đông Sa khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn còn tại vị. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, dẫn đến lo ngại rằng Bắc Kinh có thể chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công vào hòn đảo cách Đài Loan 450 km này. Giám đốc Cục Tình báo Đài Loan mới đây cho biết Trung Quốc sẽ không cố gắng giành quyền kiểm soát đảo Đông Sa khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn còn tại vị. Hòn đảo nằm cách Trung Quốc 450 km, đang được Đài Loan kiểm soát. Tuy nhiên, việc máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan đã dẫn đến lo ngại rằng Bắc Kinh có thể chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công vào Đông Sa. Theo ông Chen Ming-tong, Giám đốc Văn phòng An ninh của Đài Loan, đúng là đã có các cuộc thảo luận về một cuộc tấn công vào Đông Sa trong giới lãnh đạo Trung Quốc, nhưng nó sẽ không xảy ra trong nhiệm kỳ của bà Thái. Nhiệm kỳ thứ hai và cũng là cuối cùng của bà Thái sẽ kéo dài đến tháng 5 năm 2024. Ông cho biết kịch bản có thể xảy ra bao gồm Trung Quốc tấn công và chiếm đóng các đảo xa để buộc Đài Loan tham gia đàm phán. Tuy nhiên, một lần nữa, NSB đã kết luận rằng những hành động như vậy khó có thể xảy ra khi bà Thái vẫn còn đương nhiệm. Ông Chen thừa nhận rằng căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đang rất tồi tệ, nhưng ông khẳng định nó chưa đạt đến mức có thể dẫn đến cuộc tấn công quân sự. Theo báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc, Trung Quốc đang có kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự đến mức có thể buộc Đài Bắc đàm phán về các điều khoản của Bắc Kinh vào năm 2027. Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc, Trung Quốc là mối quan tâm an ninh chính của họ trong tương lai, khi Bắc Kinh cam kết xây dựng quân giải phóng nhân dân thành lực lượng đẳng cấp thế giới vào năm 2049. Trung Quốc đang mở rộng các lực lượng trên không, không gian và trên biển với mục đích thể hiện sức mạnh của mình trên toàn cầu, giống như quân đội Mỹ đã làm trong nhiều thập kỷ. Sự cạnh tranh đã làm gia tăng lo ngại về một cuộc đụng độ có thể xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là về Đài Loan, nơi mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình nhưng được các quốc gia không liên minh ủng hộ chặt chẽ. Báo cáo mới của Mỹ cho biết việc hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Trung Quốc nhằm mục đích có khả năng vào năm 2027 có thể vượt qua bất kỳ lực cản nào đối với nỗ lực giành lại Đài Loan bằng áp lực hoặc vũ lực quân sự. Báo cáo cho biết đến năm 2027, Trung Quốc đặt mục tiêu có khả năng chống lại quân đội Mỹ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và buộc lãnh đạo Đài Loan phải ngồi vào bàn đàm phán theo các điều kiện của Bắc Kinh. Cũng trong ngày 4 tháng 11 vừa qua, thì Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia NSB Chen Ming-tong cho biết viễn cảnh đàm phán với Trung Quốc sẽ không thể xảy ra khi mà nước này tiếp tục đe dọa Đài Loan bằng vũ lực. Ông Chen đưa ra phát biểu trên sau khi báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2021 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ DOD được công bố vào thứ Tư vừa qua, chỉ rõ tham vọng của Bắc Kinh nhằm sánh ngang tiềm lực quân sự với Mỹ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương vào năm 2027 và buộc Đài Loan phải thương lượng với các điều khoản có lợi cho mình. Cục trưởng Cục An ninh Đài Loan NSB Chen Ming-tong cho biết hôm thứ Năm 4 tháng 11 rằng đàm phán với Trung Quốc sẽ không thể xảy ra trong khi nước này tiếp tục đe dọa Đài Loan bằng vũ lực. Bình luận của ông Chen được đưa ra sau khi báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2021 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ DOD được công bố, trong đó nêu rõ Trung Quốc đặt mục tiêu so sánh sức mạnh quân sự của Mỹ ở Ấn Độ, Thái Bình Dương vào năm 2027, với ý định buộc Đài Loan phải thảo luận về các điều khoản có lợi cho Trung Quốc. Ông Chen nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực để đe dọa Đài Bắc đến bàn đàm phán là một chiến lược lâu đời của Bắc Kinh, nhưng nó sẽ không hiệu quả. Khi được các phóng viên hỏi liệu Đài Loan có bất kỳ thông tin nào về ước tính của DOD rằng Trung Quốc có kế hoạch sở hữu hơn 1.000 tên lửa hạt nhân trong kho vũ khí của mình vào năm 2030 hay không, ông Chen trả lời là có và cho biết Đài Loan đang nghiên cứu về vấn đề này. Một bức tượng Phật khổng lồ cao 100 mét được xây dựng ở giữa thủ đô Viêng Chăn của Lào đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp quốc gia Đông Nam Á này. Một nhà quan sát giấu tên nói với Nikkei rằng nhiều người dân không đồng ý với biểu tượng này của Trung Quốc và đang bày tỏ sự tức giận trên Facebook. Họ đang cáo buộc người Trung Quốc dẫm chân lên Phật giáo Lào. Theo báo cáo của Nikkei, cư dân mạng Lào đã khen ngợi nhà phát triển Trung Quốc Wang Feng Shanghai Real Estate về thiết kế của công trình Phật giáo cao 100 mét và cho rằng nếu được hoàn thành, đây sẽ là công trình kiến trúc cao nhất nước này. Tuy nhiên, một nhà quan sát giấu tên nói với hãng truyền thông Nhật Bản rằng có nhiều người trong số đó đang cáo buộc người Trung Quốc dẫm chân lên Phật giáo Lào. Mọi người không đồng ý với biểu tượng này của Trung Quốc và đang bày tỏ sự tức giận trên Facebook. Tranh chấp nảy sinh do sự khác biệt giữa hai giáo phái chính của Phật giáo, Đại Thừa và Nguyên Thủy. Phật giáo được thực hành rộng rãi ở các nước Đông Á, trong khi giáo phái thứ hai phổ biến hơn ở Đông Nam Á, cũng như Sri Lanka. Theo Nikkei, một bức ảnh chụp bản sao bức tượng đang xoay tròn trên báo chí địa phương cho thấy nó được tạo dáng theo phong cách Đại Thừa. Ở Lào, Phật thường được nhìn thấy bắt chéo chân thay vì đứng như trong bức tượng đang được xây dựng. Theo một giáo sư tại Đại học Chulalongkorn của Thái Lan cho biết, thật không thể chấp nhận được một bức tượng lớn được xây dựng ở Thạch Muang Mars SEZ. Nơi này cách không xa bảo tháp Pha Thạch Loan, một biểu tượng của chủ quyền chính trị và tôn giáo Lào. Ngoài ra, còn có những lo ngại về việc xói mòn chủ quyền liên quan đến sự phụ thuộc kinh tế của Lào và mắc nợ Trung Quốc. Như Nikkei chỉ ra, các dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ được hỗ trợ bởi các khoản vay của Trung Quốc đã khiến quốc gia Đông Nam Á chìm sâu hơn vào nợ nần. Đất nước có GDP võng vẹn 20 tỷ đô la Mỹ, tương đương 556,8 tỷ Đài tệ, đang gánh khoản nợ nước ngoài ước tính 12,6 tỷ đô la Mỹ, gần một nửa trong số là nợ Trung Quốc. Vừa qua, thì Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc UNGA đã thông qua dự thảo nghị quyết do Trung Quốc đề xuất về việc thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đề xuất và thúc đẩy việc thông qua một nghị quyết về các vấn đề kiểm soát và giải trừ vũ khí quốc tế tại Liên Hiệp Quốc trong vòng 30 năm qua. Liên Hiệp Quốc mới đây đã thông qua dự thảo nghị quyết kiểm soát vũ khí đầu tiên do Trung Quốc đề xuất, trong đó kêu gọi hợp tác hòa bình về an ninh quốc tế. Đây được xem là nghị quyết kiểm soát vũ khí đầu tiên do Bắc Kinh đề xuất trong 30 năm qua, dưới tư cách là quốc gia thành viên. Các nhà phân tích Trung Quốc nhận định Bắc Kinh thúc đẩy nghị quyết với mong muốn tăng cường an ninh quốc tế bằng cách ngăn chặn sự hợp tác quân sự có hại giữa các nước, được cho là có liên quan hệ an ninh ba bên AUKUS. Về mặt thực tế, bán đảo Triều Tiên vẫn còn trong tình trạng chiến tranh dù giao tranh đã kết thúc cách đây gần 60 năm. Nhằm giải quyết tình trạng này, trong một nỗ lực cuối cùng để khởi động lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm sau, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang kêu gọi một tuyên bố cuối cùng nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh đã kéo dài từ những năm 1950 này. Đối với ông và những người cùng chí hướng, việc kéo dài chiến tranh chỉ là nguồn gốc của mọi xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Trong một nỗ lực cuối cùng để khởi động lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm sau, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang kêu gọi một tuyên bố cuối cùng có thể chấm dứt tình trạng chiến tranh đã kéo dài từ những năm 1950. Trên thực tế, Nam và Bắc Triều Tiên vẫn còn chiến tranh mặc dù giao tranh đã kết thúc cách đây 6 thập kỷ, nhưng tất cả có thể thay đổi rất sớm. Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi chính thức chấm dứt xung đột. Ông mong muốn có một thỏa thuận hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Khi chiến tranh Triều Tiên tạm dừng vào năm 1953, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc phản đối ý tưởng đình chiến khiến bán đảo bị chia cắt. Họ từ chối ký hiệp định đình chiến với các chỉ huy quân sự của miền Bắc, Liên Hiệp Quốc và Trung Quốc. Vì vậy, cuộc chiến chỉ đơn giản là tạm dừng. Vào năm 2018, ý tưởng chấm dứt chiến tranh bùng lên mạnh mẽ nhất khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc gặp nhau. Hai miền Triều Tiên đồng ý tuyên chiến vào cuối năm đó, và ông Trump cũng nhân cơ hội này để yêu cầu Triều Tiên đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, khi những bất đồng về các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng và vũ khí hạt nhân của nước này kéo dài, các cuộc đàm phán đã đi đến ngõ cụt và bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc chấm dứt chiến tranh cũng vậy. Thay vì một bữa tối xa hoa tại dinh Tổng thống Élysée ở Paris, nơi Thủ tướng Đức Angela Merkel từng quen biết 4 đời Tổng thống Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron mới đây đã mời bà đến thị trấn thời Trung Cổ Bonn, thủ phủ của rượu vang Burgundy, để dùng bữa, uống rượu vang và xem biểu diễn piano. Đây là chuyến thăm tạm biệt nước Pháp với tư cách là thủ tướng của bà Merkel. Tổng thống Emmanuel Macron mới đây đã mời Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thị trấn thời Trung Cổ Bào, thủ phủ của rượu vang Burgundy, để dùng bữa, uống rượu vang và xem biểu diễn piano. Đây là chuyến thăm tạm biệt nước Pháp với tư cách là thủ tướng của bà Merkel. Ông Macron viết trên Twitter rằng, chào mừng bạn đến với Pau, Angela thân yêu, nước Pháp yêu bạn. Ông Macron và phu nhân Brigitte đã chào đón vợ chồng bà Merkel tới Hospice de Bau, một bệnh viện trước đây dành cho người nghèo, nơi được dùng để tổ chức cuộc đấu giá từ thiện hàng năm các loại rượu vang Burgundy. Nơi đây có mái ngói trắng men đầy màu sắc, một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Pháp. Hàng trăm người xếp hàng dọc quảng trường để gặp vợ chồng bà Merkel tại một cửa hàng rượu. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính trị nào tại Bau, nơi những người tiền nhiệm của họ là Helmut Kohl và Francis Mitterrand đã kêu gọi hội nhập châu Âu chặt chẽ hơn trong hội nghị thượng đỉnh Pháp-Đức năm 1993. Sau bữa tiệc chiêu đãi tại Chateau Clos de Vougeot và buổi độc tấu piano của Alexandre Cantoro, ông Macron đã trao tặng bà Merkel giải thưởng cao quý nhất của Pháp, Grand Cross of the Legion of Honor. Sau khi chính phủ Peru cho phép triển khai quân đội để hỗ trợ cảnh sát chống tội phạm, có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Trong đó, đa số người dân nước này đều cho rằng việc này rõ ràng là nhiều rủi ro hơn là có lợi. Quyết định triển khai quân đội Peru tại thủ đô Lima trong tuần này đã gây ra một số tranh cãi. Theo chính phủ, việc đưa lực lượng vũ trang vào Lima và thành phố ngoại ô Callao là để hỗ trợ cảnh sát chống lại sự gia tăng đáng kể tội phạm trong những tháng gần đây. Một người dân địa phương Lima cho biết, việc này khiến ông nhớ đến thời kỳ bạo lực của đất nước dưới thời nhà độc tài Alberto Fujimori vào những năm 1990. Sẽ là một rủi ro nếu lực lượng vũ trang xuống đường vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ công dân nào cũng có thể bị coi là tội phạm. Tôi đã có những trải nghiệm tồi tệ vào những năm 90 khi lực lượng vũ trang dùng súng bắn vào chúng tôi. Họ sẽ không tôn trọng nhân quyền và an ninh cộng đồng. Cảnh sát Peru đã báo cáo sự gia tăng các loại tội phạm sở hữu trái phép vũ khí và trộm cướp. Tuy nhiên, cũng có một số người dân đồng ý với biện pháp của chính phủ để triển khai lực lượng an ninh. Những kẻ tội phạm không tôn trọng ai, vậy chúng ta muốn gì? Hay là các bạn muốn những vụ giết phụ nữ, làn sóng tội phạm càn quét đường phố vẫn cứ tiếp diễn? Tôi nghĩ những người phản đối điều này quả là có vấn đề. Các tổ chức nhân quyền đã bác bỏ nghị quyết và cảnh báo rằng không nên sử dụng binh lính để kiểm soát xã hội. Kính thưa quý vị, công tố viên Karim Khan của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC mới đây thông báo đang mở cuộc điều tra về những tội ác có thể xảy ra chống lại loài người ở Venezuela. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống nước này, ông Nicolás Maduro chấp nhận cho ICC làm như vậy. Tòa án Hình sự Quốc tế ICC mới đây thông báo đang mở cuộc điều tra về những tội ác có thể xảy ra chống lại loài người ở Venezuela. Tổng thống nước này, ông Nicolás Maduro cho biết, ông tôn trọng quyết định của ICC, nhưng không có nghĩa là ông đồng ý với các cáo buộc. Công tố viên Karim Khan của ICC cho biết, trong một sự kiện được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước, cuộc kiểm tra sơ bộ bắt đầu vào năm 2018 chỉ là một giai đoạn sàng lọc. Đây mới là giai đoạn mới. Các phe đối lập và chính phủ của Venezuela đã yêu cầu ICC xem xét các tội ác bị cáo buộc do đối thủ của họ gây ra. Mấy tuần trước, vào ngày 28 tháng 10, ông Khan đã kết thúc kiểm tra sơ bộ tại Colombia về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Kính thưa quý vị, nạn đói tại Madagascar đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn vì biến đổi khí hậu. Người dân nước này hầu như chẳng có gì ngoài những vùng đất khô cằn do nắng nóng kéo dài. Họ thường xuyên phải chịu đói. Thậm chí những miếng da dày đã trở thành một loại thực phẩm cứu nhiều người thoát khỏi cơn đói. Người dân miền Nam Madagascar hiện đang phải đối mặt với nạn đói sau khi trải qua 4 năm lượng mưa thấp kỷ lục do biến đổi khí hậu gây ra. Để có thể sinh tồn, nhiều người phải dùng đến cách luộc những mảnh da dày thừa. Trong khi đó, một số người khác lại tìm nguồn lương thực từ những cây cỏ dại. Thế nhưng, người phụ nữ 47 tuổi này cho biết con trai 8 tháng tuổi của cô đã chết vì hạt quả xương rồng tích tụ trong bụng. Theo chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc, 1,1 triệu người ở Madagascar đang đói cùng cực và khoảng 14.000 người trong tình trạng thiếu ăn. Liên Hiệp Quốc ước tính sẽ phải cần đến hơn 78 triệu đô la Mỹ để viện trợ lương thực khẩn cấp cho quốc gia này. Chuyển sang một thông tin về Ấn Độ. Theo Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Trung ương Ấn Độ (CBCB), mức độ ô nhiễm không khí đo được tại trạm Ananda Vihar là 352, trong khi các khu vực khác của thủ đô New Delhi ghi nhận con số hơn 300. Điều này nghĩa là chất lượng không khí ở đây rất tồi tệ. Và các chuyên gia cho rằng chỉ số này có thể rơi xuống ngưỡng báo động trong khuôn khổ lễ Diwali. Tại Ấn Độ, thủ đô New Delhi bị liệt vào danh sách những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới, khi khí thải từ các nhà máy, khói bụi từ hoạt động giao thông của các phương tiện cơ giới và từ việc nông dân đốt rơm rạ bao trùm lên bầu trời ở nhiều nơi ở mỗi mùa đông đến. Mỗi sáng thức dậy, cư dân thành phố lại bị bao vây trong lớp màn sương mù màu vàng xám mà các chuyên gia cảnh báo điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra trong những ngày tới. Theo kết quả từ các trạm quan trắc đô thị do cơ quan kiểm soát chất lượng không khí SAFA, nồng độ bụi mịn PM2.5 đã đạt mức trung bình 389 trong ngày 4 tháng 11. Con số này cao gấp 15 lần so với giới hạn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Con số này cao gấp 15 lần so với giới hạn an toàn do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đề ra. Kính thưa quý vị, giải thưởng văn học Booker 2021 mới đây đã tìm thấy chủ nhân. Đó là nhà văn người Nam Phi Damon Galgut với cuốn tiểu thuyết The Promise. Tại đêm trao giải ở London, Anh vào tối hôm 3 tháng 11 vừa qua, cuốn tiểu thuyết The Promise của nhà văn Damon Galgut được xướng tên cho giải thưởng văn học Booker 2021. Đây là tác phẩm nhận được nhiều sự ủng hộ và được dự đoán sẽ giành chiến thắng trước khi kết quả được công bố. Cảm ơn tất cả các bạn. Tôi phải mất một thời gian dài để có thể đến đây. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi nhận được giải thưởng. Đây là một năm tuyệt vời đối với tôi và cả những nhà văn châu Phi. Còn rất nhiều câu chuyện chưa được kể từ lục địa của chúng tôi. Xin hãy tiếp tục lắng nghe chúng tôi. Cuốn sách kể về cuộc sống của một gia đình da trắng tại Nam Phi trong suốt 4 thập kỷ. Mỗi 10 năm trôi đi, họ chứng kiến sự ra đi của một thành viên và vẫn không thể thực hiện được lời hứa với những người phụ nữ da màu đã dành cả đời để phục vụ gia đình mình, đó là cho cô ấy một mái ấm thực sự. Giới nhận xét đánh giá The Promise là cuốn tiểu thuyết hấp dẫn với cường độ nhanh. Mỗi nhân vật đều có sắc thái riêng cùng với những khiếm khuyết của họ. Nhà văn, nhà viết kịch Damon Galgut sinh năm 1963. Ông bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi. Ông là nhà văn Nam Phi thứ 3 đạt giải Booker sau nhà văn Nadine Gordimer sinh 1974 và nhà văn G.M. Coetzee năm 1983-1999. Trước đó, ông Galgut cũng đã từng được đề cử giải Booker 2 lần, vào năm 2003 cho The Good Doctor và năm 2010 cho Inner Stray Room. Mới đây, thì vận động viên trượt tuyết mạo hiểm người Ý, anh Markus Eder đã hoàn thành đường chạy cuối cùng. Từ đỉnh Zermatt đến đáy thung lũng qua các hang động và khe núi, anh đã ấp ủ dự định này từ năm 2015. Mới đây, vận động viên trượt tuyết mạo hiểm người Ý, anh Markus Eder đã hoàn thành đường chạy cuối cùng từ đỉnh Zermatt đến đáy thung lũng qua các hang động và khe núi. Anh Eder đã tham gia một trượt tuyết tự do tại Thế vận hội mùa đông 2014 ở Sochi và đứng thứ 15. Trong 2 mùa giải qua, vận động viên tự do người Ý Markus Eder đặt mục tiêu dường như không thể, đó là vượt qua ranh giới của 3 bộ môn tự do trong một lần chạy từ đầu đến cuối. Trong một thông báo mới đây, thì Liên đoàn bóng ném quốc tế IHF vừa cho biết đã thay đổi quy định về đồng phục thi đấu đối với vận động viên nữ tham gia môn thể thao này, sau khi nhận nhiều sự chỉ trích cho rằng việc bắt buộc vận động viên nữ mặc bikini là phân biệt giới tính. Theo cập nhật mới nhất từ Liên đoàn bóng ném quốc tế IHF, các đội bóng ném nữ sẽ không phải mặc áo và quần kiểu bikini, thay vào đó được phép mặc quần đùi xe đạp và áo ba lỗ khi thi đấu như vận động viên nam. Quyết định trên được đưa ra sau khi ISF nhận được nhiều phản ứng dữ dội về những quy định trang phục thi đấu dành cho nữ. Sự việc bắt nguồn từ án phạt 1.500 euro dành cho đội bóng ném nữ Na Uy hôm 19 tháng 7 vì mặc quần đùi thi đấu, vi phạm quy định về đồng phục mà ISF đã đề ra. Các hiệp hội thể thao nữ cho rằng ISF và Liên đoàn bóng ném quốc tế châu Âu, ESF, đã phân biệt giới tính, đồng thời kêu gọi chủ tịch của hai liên đoàn này từ chức. Kính thưa quý vị, để thực hiện những bức tranh 3D thì các họa sĩ thường sử dụng các chất liệu như sử dụng màu chì, màu nước hay là sơn. Thế nhưng một nghệ sĩ người Syria mới đây đã nổi lên khi dùng hạt ô liu để tạo nên những bức tranh 3D vô cùng độc đáo. Nghệ sĩ Mazen Sibani ở thủ đô Damascus của Syria thường thu thập hạt ô liu từ người thân, bạn bè và hàng xóm của mình, rồi tỉ mỉ đặt chúng lên một tấm vải để tạo nên những bức tranh phong cảnh 3D mô phỏng các địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Tôi yêu nghệ thuật này, dù không có nhiều người mua tác phẩm của tôi. Thay vì dùng tiền cho gia đình, tôi lại sử dụng khoản tiền đó cho những bức tranh. Các con của tôi cũng cùng tôi tạo nên những bức tranh tuyệt vời. Nhưng khi biết không thể kiếm tiền từ công việc này, các con yêu cầu tôi đốt tranh để sưởi ấm. Mặc dù không thu được lợi từ những tác phẩm hay nhận được sự ủng hộ từ người thân, nhưng nghệ sĩ người Syria này vẫn kiên định với niềm đam mê, với nghệ thuật của mình. Bức tranh có thể cần dùng đến khoảng 94.000 hạt ô liu. Như một nỗ lực cứu rồng Komodo khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng trước mối nguy từ biến đổi khí hậu, một vườn thú ở Indonesia đang thực hiện kế hoạch nhân giống loài thằn lằn lớn nhất thế giới này. Trong vườn thú ở thành phố Surabaya, Indonesia, những cá thể con của rồng Komodo đang thè lưỡi và chậm chậm bước đi, trong khi một số con khác đang tranh giành nhau thức ăn. Loài thằn lằn khổng lồ nhất thế giới này chỉ được tìm thấy trong tự nhiên, trên đảo Komodo xa xôi và một số hòn đảo lân cận ở phía đông Indonesia. Vào tháng 9 vừa qua, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã liệt chúng vào danh sách các loài bị đe dọa trong danh sách đỏ. Giới chuyên gia nhận định hiện tượng nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao sẽ làm thu hẹp ít nhất 30% diện tích sống thích hợp của rồng Komodo trong 45 năm tới. Nhằm nỗ lực cứu rồng Komodo khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng, vườn thú thành phố Surabaya đã khởi động chương trình nhân giống loài thằn lằn khổng lồ này. Hiện đây là nơi sinh sống của 108 con trưởng thành, 35 cá thể con cùng 40 quả trứng đang được ấp. Người trông coi vườn thú chia sẻ rằng dự án nhân giống sẽ đảm bảo các thế hệ tương lai của rồng Komodo sẽ vẫn tồn tại trong đời thực chứ không phải là trong hình ảnh. Người này còn cho biết những con thằn lằn khổng lồ sống trong điều kiện nuôi nhốt có thể được trả về với tự nhiên. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì bản tin thế giới hôm nay xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.